Thầy đương nhiên là cái tập giới này thì sắp sửa gần xong, thầy đã viết xong rồi nhưng mà còn in nữa là xong. Thầy đang soạn cái tập giới thứ hai, cái lời lời nói đầu và cái lời bạc của tập thứ hai của tập giới. Như vậy là chúng ta sẽ có ba tập. Tập thứ nhất là đường về xứ Phật, giới thiệu cho hai cái lộ trình. Tập thứ hai nói về cái giới luật của người tu sĩ. Tập thứ ba thì nói về giới đức và giới hạnh của người tu sĩ. Như vậy là chúng ta đã có những cái cuốn sách giới đầu tiên để mà chúng ta học tu. Bây giờ đã là cái phần giới xong rồi thì kế đó thì chúng ta lấy giới bổn phòng hộ sáu căn. Khi chúng ta hiểu giới rồi thì luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải khép chặt mình ở trong cái khuôn khổ giới để phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình, làm cho mắt thì không dính sắc, tai thì không dính tiếng, mũi thì không dính mùi, lưỡi thì không dính vị, da chạm thì không dính thọ, ý thì không dính pháp. Đó là cách thức lấy giới luật mà giữ gìn cho nó để nó va chạm, đụng chạm tất cả mọi sắc thân hương vị xúc pháp mà nó không bị dính mắt. Kế nữa thì phải tập sống đời sống thiểu dục tri túc, nghĩa là mình cứ bỏ dần vừa tạm đủ cho đời sống của mình thôi, không có để thừa. Ví dụ như hai cục xà bông thì mình bỏ bớt một cục, hai bàn chải thì mình bỏ dần bớt ra chừng nào mình thấy như vậy được của cái đời sống của mình là thiểu dục tri túc thì thôi. Đó là tập tập sống thiểu dục tri túc. Hàng ngày chia thời gian tu tập các loại định, và trong cái bây giờ mình sống giới luật rồi, rồi mình lấy giới luật mình phòng hộ. Phòng hộ là nghĩa là mình đi ra ngoài khỏi tu viện hoặc là mình đi tới đi lui thì mình giữ gìn mắt tai mũi miệng thân ý của mình như thế nào cho nó đúng cách để cho mình phòng hộ được mắt tai. Chứ còn nếu mình phòng hộ mắt tai mũi miệng, nhất là miệng của mình, mà mình không phòng hộ nó thì nó đi nói chuyện này chuyện kia chuyện nọ thì đó là nó làm cho động mình mà động người khác. Cho nên mình phải giữ gìn cái miệng mình ghê gớm lắm. Cho nên đó là sự phòng hộ mắt tai mũi miệng của mình. Hằng ngày chia thời gian tu tập các định, và trong khi đó thì đồng thời trong cái khi đó vừa tập sống thiểu dục, vừa phòng hộ sáu căn mà vừa sống đời sống giới luật. Để làm gì? Để cái đời sống giới luật này nó không bị ức chế mà nó có những cái pháp mà chúng ta làm cho nó sống một cách nó cởi mở và nó thích thú ở trong cái giới luật, nó thấy có cái sự an an ổn và an lạc ở trong đó. Chứ còn nếu không mà chúng ta không có những cái pháp hành này mà cứ lấy giới luật mà sống thì chắc chắn chúng ta bị ức chế nhiều lắm. Thứ nhất chúng ta tu tập các định thì định nào thứ nhất thì do đó chúng ta tu cái định chánh niệm tỉnh giác, tỉnh giác định tức là thân hành niệm đó. Chúng ta đi biết đi làm biết làm tu tập những cái mà thầy đã dạy các con gì tỉ mỉ về cách thức tu tập chánh niệm tỉnh giác. Cái thứ hai thì chúng ta tu tập định niệm hơi thở. Thì tu tập định niệm hơi thở thì đầu tiên thì chúng ta ổn định hơi thở bình thường rồi tu tập tụ niệm, đó là cái phần mới. Còn chúng ta đã tu tập xong rồi thì chúng ta dùng cái định niệm hơi thở này với câu ngũ với cái định vô lậu và các pháp hướng để mà chúng ta lo xả tâm đi dục đi ác pháp. Cái thứ ba là định vô lậu quán hướng xả, tức là bất tịnh vô thường khổ không vô ngã. Đó là cái định mà chúng ta cần phải xem xét tư duy đó, và cần phải dùng pháp hướng đó, và cần phải xả bỏ. Thì đó là cái định vô lậu. Bây giờ kế thứ tư thì chúng ta dùng chánh niệm tỉnh giác định câu hữu với cái pháp hướng vô lậu. Chánh niệm tỉnh giác định mà câu hữu với pháp hướng vô lậu thì chắc các con nghe cái tên như vậy các con biết cách thức rồi đó. Thứ năm là định niệm hơi thở câu hữu với pháp hướng vô lậu, nghĩa là trước trước thì chúng ta cái phần thứ tư thì trước đó chúng ta tu cái chánh niệm tỉnh giác câu hữu với cái pháp hướng vô lậu. Còn cái sau đó thì chúng ta lại tiếp tục tu cái định niệm hơi thở thì cũng câu hữu với cái pháp hướng vô lậu nữa. Sáu là chánh niệm tỉnh giác định câu hữu với định niệm hơi thở, hai cái định này câu hữu lại với nhau để giúp cho thức tỉnh của chúng ta tăng lên càng nhiều càng tốt. Ví dụ như bây giờ mình tu chừng 1 phút đi kinh hành 1 phút mà nó giữ được tâm mà 2 phút thì nó bị tạp niệm xen vào. Cho nên mình muốn đạt được 2 phút thì mình câu hữu với cái định niệm hơi thở vô thì do đó mình đạt được 2 phút nó không có cái tạp niệm xen vô. Tất cả các pháp hành này đều nhắm vào diệt ngã, xả tâm ly dục ly ác pháp để tâm được giải thoát
an lạc thanh thản và vô sự. Đó là những cái phần mà ở trên này, từ cái giới luật cho đến cái phòng hộ sáu căn, cho đến mà tập thiểu dục tri túc, rồi tập các cái loại định mà thầy đã kể trên đó, thì các pháp này thì nhằm cái mục đích của nó để cho chúng ta diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp, chứ nó không phải nhập định nhập gì hết. Nhưng lúc bây giờ cái tâm của chúng ta nó an lạc thanh thản và vô sự, nó đạt được cái kết quả như vậy, giải thoát như vậy đó. Đây là giai đoạn tu tập thứ nhất, cái phần mà nói ở trên này các thiền định như vậy đó và giới luật như vậy, đó là cái giai đoạn tu tập thứ nhất mà một tu sĩ Phật giáo cần phải chấp hành nghiêm chỉnh tu tập hàng ngày, không được biến trễ. Đó là một cái người mà đã quyết tâm theo đạo Phật rồi, thì cái giai đoạn thứ nhất này là chúng ta đã biết tất cả các pháp hành như vậy rồi, và sống đời sống như giới luật như vậy rồi, thông hiểu hết giới luật rồi, thì chúng ta sẽ tu tập coi như là đem đến cho một cái tâm hồn của chúng ta an lạc thanh thản và vô sự ngày này qua ngày khác, coi như chúng ta sống ở trong niết bàn, sống ở trong cái cảnh mà thiên đường rồi, chứ không phải là cảnh địa ngục nữa. Ai làm gì thì tâm chúng ta như cục đất, không bao giờ mà có hề hấn được cái tâm chúng ta chút nào hết, tức là chúng ta được an lạc nhất trong cái xã hội này, trong cái loài người không có ai hơn chúng ta và hạnh phúc hơn chúng ta được. Nó đây là một cái giai đoạn mà thứ nhất thì các con phải thấy nó là cái giai đoạn quan trọng nhất cho cuộc đời tu hành chúng ta. Nó đạt được cái sự giải thoát của tâm chúng ta rất là cao quý, nó làm cho con người chúng ta an ổn nhất, hạnh phúc nhất, không có ai hơn được, hạnh phúc hơn được chúng ta. Nó cao quý như vậy đó. Bây giờ câu hỏi kế. Cô Diệu Quang hỏi kế thầy: kính bạch thầy, làm sao biết tâm mình hết lậu hoặc? Ở đây thì trả lời, để khi bởi vì nó hết lậu hoặc tức là ly dục đi ác pháp đó, còn đoạn dứt lậu hoặc thì nó tới tam minh rồi nó mới hết. Đáp: tâm hết lậu hoặc là tâm thường quay vào trong thân, tâm nó không phóng dật ra ngoài, nó không chạy theo sắc thân hương vị xuất phát, mà thường thường á nó theo những cái hành động ở trong thân, nó nghe nó biết ở trong thân, nó không có lưu ý những cái hoạt động ở bên ngoài của các pháp, mà nó nghe hoạt động ở trong thân nó. Thì đó lúc bây giờ tâm nó đã hết lậu hoặc. Còn tâm chưa hết lậu hoặc là luôn luôn nó nghe ra ngoài, nó cái thân của mình động dụng gì nó không lưu ý, tức là nó không có quay vô trong. Cho nên hiện giờ hầu hết là chim kêu, gà gái chó sủa bên ngoài làm gì, thì cái tâm của các con nó in dường như nó ở ngoài, nó không chịu ở trong thân của các con. Đó là cái tâm chưa hết lậu hoặc, cho nên luôn luôn ở ngoài, nó đón nhận để rồi nó mới có những cái lậu hoặc, nó mới có phiền não, có đau khổ. Còn nó quay vào trong thì nó hết sạch. Cho nên cái mà dễ nhận nhất là cái tâm mà hết lậu hoặc, thường cái tâm nó quay vào trong, nó không phóng dật theo sắc nương vị xuất pháp. Trạng thái tâm lúc bây giờ thanh thản an lạc, tầm tứ phát khởi điều thiện đối với các pháp, nghĩa là luôn 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 các đối tượng xảy ra trước mặt nó, cái gì nó cũng khởi là thiện, người nào nó thấy cũng tốt hết, không có bao giờ nó thấy người đó là xấu, nó nghi người đó là trộm cướp hay người đó là ác, nó không nghi người nào hết. Bất kỳ người đó ác không giữ cách gì với cái đôi mắt của cái người mà tâm đã vô hết lậu rồi, thì họ thấy toàn là người nào cũng là người tốt, họ không thấy cái người nào là người xấu hết. Con vật nào cũng là con vật tốt hết, một con rắn họ cũng không sợ, là tại vì họ thấy con rắn là một con vật hiền lành, chứ họ không thấy nó ác. Nghĩa là họ không thấy là con rắn sẽ cắn họ, mà họ thấy con vật rất là hiền, cho nên họ không còn sợ rắn, họ không còn sợ cuốn chiếu, họ không còn sợ một con vật gì hết. Nghĩa là con vật nào đối với họ cũng là con vật hiền lành hết. Đó là tâm nó đã quay vô, nó hết đầu hoặc, nó không còn lo lắng sợ hãi một con vật gì hết. Luôn luôn nghĩ tốt cho mọi người và mọi vật, không bao giờ có ý nghĩ xấu với người với vật khác, nghĩa là nó không có nghĩ người nào ác mà cái con vật nào hung dữ, cho nên tâm rất an ổn. Đó là tâm nó đã hết lậu hoặc. Bởi vì các con tưởng tượng ra, cứ bây giờ mình chưa có được ở trạng thái đó, mình tưởng tượng ra tất cả những người xung quanh mình đều là người tốt, mình thấy tâm mình an lắm. Mà mình đang nghi ngờ một người nào xấu, bây giờ thí dụ như mình nghi ngờ một người nào đó mà ăn trộm, thì luôn luôn mắt mình nó bắt buộc phải cứ để ý cái thằng đó, sợ nó lấy đồ mình, cho nên đó nó làm cho mình động tâm lắm, nó làm cho mình bất an. Còn mình nghĩ người ta tốt, mặc dù là tới chừng mà họ lấy đồ mình là lấy, người đó cũng nghĩ là người tốt thôi, không bao giờ nghĩ xấu, cho nên cái tâm mình rất an ổn. Ngược lại tâm chưa hết lậu hoặc thường lo ra, nó lo ra hoài chứ nó không có như vậy, suy tư chuyện này đến chuyện khác,
khởi tâm ham muốn cái này đến cái kia, hai sinh ra việc làm này việc làm khác, nó sinh diện làm cái này làm cái khác, đó là tâm nó phóng ra đó. Nó phá hành độc cư, chuyên nói chuyện phiếm, thân tâm luôn luôn hữu sự, đầu óc đầy ắp những sự việc, việc này đến việc kia, nó không có rỗng rang. Còn cái người mà tâm hết lậu hoặc rồi thì nó rỗng rang đó. Thì thầy chỉ cho, bởi vì qua cái câu hỏi của cô Út hỏi đó, thì cho chúng ta biết được cái trạng thái của tâm hết lậu hoặc. Nó sung sướng lắm các con, nó thảnh thơi lắm. Một người mà hưởng được cái tâm mà nó hết lậu hoặc rồi, thiệt ra thầy nói nó không còn đi tìm một cái cõi giới nào mà để cầu mình đi về đó nữa. Mình chỉ ở được cái trạng thái tâm đó là mình thấy hạnh phúc của mình vô cùng rồi. Mà người mà tu hành, cái tâm đó nó không có khó đâu các con. Chỉ cần ly dục ly ác pháp là mình thấy nó hết lậu hoặc, nó lìa lậu hoặc rồi thì mình thấy nó được như vậy rồi. Nó không có, chỉ có mình, chỉ có mình nỗ lực, mình tu, mình quyết, thì thời gian ngắn, trong vài ba tháng thì mình thấy an lắm rồi. Nó không còn có ai xấu với mình hết, không còn ai ác với mình hết, mà ai cũng là người tốt hết, ai cũng là người thương yêu mình hết. Họ chửi mình cũng thấy họ thương mình đó, chứ con không phải ghét mình. Họ giúp mình mau giải thoát, họ giết mình cũng thấy là họ giúp mình, họ thương mình chứ không phải ghét mình. Luôn luôn lúc nào con nghe ông Phú Lâu Na ông nói họ còn thương con, mà thương cho đến khi giết ông cũng nó còn thương ông chứ không ghét. Đó chính là cái tâm vô lậu rồi. Cái lời nói của ông Phú Lâu Na đối với Phật mà hỏi thì đó là cái lời nói của người tâm hết lậu, vô lậu rồi. Hỏi kính bạch thầy, con chỉ tu một pháp hướng, tâm như đất, hằng phút hằng giây hằng ngày hằng giờ liên tục hướng tâm như vậy, có hết lậu hoặc không thưa thầy? Nghĩa là bây giờ cô hỏi cho rõ, bây giờ con không tu pháp nào lộn xộn hết, bây giờ con chỉ dùng cái pháp hướng thôi, hằng ngày con cứ ngồi con nhắc tâm như cục đất, con nhắc nó vậy thôi, rồi lát con nhắc nó nữa, rồi con nghĩ ngợi gì đầu óc nghĩ ngợi gì nghĩ kệ, con không nhiếp hơi thở, con không tỉnh thức, không tu gì hết, chỉ có tâm như cục đất thôi, con nhắc nó vậy, vậy thì tâm con có hết lậu hoặc hay không? Đây là cô của ngắt ra từng chút để thấy, để qua cái lời đối đáp của thầy để thấy chúng ta phải tu như thế nào mà hết lậu hoặc, để làm cho chúng ta được giải thoát. Giải thoát như hồi nãy cô hỏi, tức là gợi ý cho chúng ta cái đầu tiên để cho chúng ta biết được cái tâm mà vô lậu của mình nó đem đến cái sự giải thoát mình như thế nào, cái sự an ổn như thế nào mà nó gọi là vô lậu đó. Đó. Thì nó rất là an ổn như vậy. Mà bây giờ muốn được cái an ổn đó thì bắt đầu bây giờ thay vì pháp thầy dạy tùm lum quá như vậy, con không biết đâu mà gồm lại. Bây giờ con mới hỏi thầy, bây giờ con chỉ dùng pháp hướng là tâm như cục đất. Có ngày con cứ ngồi đâu con muốn tâm như cục đất, tâm như cục đất. Như vậy là có đến cái ngày nào đó nó sẽ hết lậu hoặc. Đáp không, tôi như vậy không bao giờ hết lậu hoặc. Nghĩa là mình cứ nhắc cái tâm của mình như vậy mà mình không sống đúng cái không lậu hoặc thì nó vẫn phải là có lậu hoặc. Chứ làm sao hết được, mình nhắc nó như vậy là cũng như mình nhắc chơi vậy thôi, thì như vậy là không hết. Cho nên có nhiều người hiểu lầm, con tu như vậy, con nhắc hoài vậy một tháng, hai tháng, ba tháng rồi mà sao nó không hết. Tức là mình không sống đúng theo cái nhắc của mình. Mình muốn tâm mình như cục đất, mà bây giờ người ta chửi mình không nhận, mình chửi mắng là người ta cho đảo, rồi bắt đầu mình nói tâm như cục đất nữa. Rồi mai mốt người ta chửi mình nữa, mình cũng chửi mắng người ta nữa, mình đánh người ta nữa, rồi mình cũng bảo tâm mình như cục đất nữa. Thì thầy nghĩ rằng, các con nghĩ như vậy làm sao mà nó như cục đất được, phải không? Ít ra mình nói tâm mình như cục đất, nhưng mà người ta chửi mình có giận mình hờn, nhưng mà mình phải nghĩ là tâm như cục đất, đừng có mắng chửi người ta, thì nó giảm được cái mình không mắng chửi người ta rồi. Mai mốt á, tâm như cục đất thì mai mốt á, mình phải sống, mình khép mình ở trong cái khuôn khổ nào để cho cái tâm mình nó như cục đất chứ. Còn cái này mình cứ để cho nó cứ phiền não trong lòng mình qua thì nó không như cục đất được. Đáp không, tôi như vậy không bao giờ hết lậu hoặc. Hỏi kính bạch thầy, con tập sống đúng với luật của Phật, không vi phạm một lỗi nhỏ. Hằng ngày con tu một pháp hướng tâm như đất, có kết quả hết lậu hoặc không? Đó, bắt đầu bây giờ cô mới thêm được cái giới luật thêm. Bởi vì cô hay là cái chỗ của tương tự của thêm lần lên để chúng ta thấy được cái pháp tu của chúng ta cái chỗ nào hết lậu hoặc. Đáp chỉ được 50% chứ không dứt hết lậu hoặc. Vì sống được cái giới luật này cho nên do đó nó cũng khép mình ở trong khuôn khổ nho nhỏ, mình không có lỗi lầm rồi. Do đó cái tâm như cục đất nó có kết quả. Nghĩa là bây giờ không chửi ai hết á, nhưng nó có hờn hờn chút rồi nó cũng hết, hoặc giận chút rồi nó cũng hết, nhưng mà nó chưa hết sạch, cho nên nó mới chỉ đạt được 50%, nó mới được phần nửa rồi. Đó thì các con thấy,
bây giờ cố thêm cho một cái câu pháp hướng, và bây giờ sống thêm dưới luật nữa, thử coi nó được cái chỗ nào. Đó, các con thấy nó khó như vậy chứ không phải dễ. Hỏi kính bạch thầy, bây giờ thầy trả lời rồi thì cổ thấy bộ chưa ổn, mới có được 50%, đã tiến tới chưa tới 100% chứ. Cho nên mới hỏi tới, kính bạch thầy, con sống đúng giới luật và con nhìn cuộc sống bằng đôi mắt nhân quả, không làm khổ mình khổ người, và con tu tập chỉ một pháp hướng hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, tâm như đất. Như vậy con có hết lậu hoặc không thưa thầy? Đáp, hết. Con tu như vậy, tâm con sẽ ly dục, ly ác pháp, diệt ngã, xả tâm, cuộc sống và tâm hồn của con sẽ an lạc, thanh thản như cuộc đất. Con thấy có khó không? Từ mình khép mình trong cuộc đất rồi, bắt đầu đôi mắt mình phải nhìn nó là nhân quả. Cho nên bây giờ hàng ngày mình nhắc nó như thế nào, thì ngay đó cái tâm nó phản ứng rất nhanh, vì vậy mà nó thấy được nhân quả liền. Cho nên nó không có làm cho chúng ta đau khổ. Cho đến khi cuối cùng thì chúng ta hoàn toàn xả ly tất cả những cái dục và tham pháp. Như vậy là có gì đâu, sống đúng giới luật của Phật chứ có gì phải. Mà tập sống nhìn bằng nhân quả thì nó xảy ra cái gì mình cứ nhân quả mình thấy thôi, mình đừng có thấy đúng thấy sai, đừng có thấy mình là đúng mà thấy người khác là sai thì nó là tạp rồi. Cho mình thấy nhân quả. Như vậy là cô thêm cho một cái nữa thì thầy thấy quá hay rồi. Cho nên các con thấy đó là một cái chỗ mà để mà dẫn dắt các con đi vào cái chỗ tu rất là rõ ràng cụ thể. Cho nên cái lời hỏi như vậy làm có một cái giá trị để chúng ta biết được cái pháp tu đúng hay pháp tu sai. Rồi bây giờ cô lại hỏi thêm nữa. Kính thưa thầy, con sống không đúng giới luật, không tu định chánh niệm tỉnh giác kết hợp với định vô lậu, hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, có diệt ngã, xả tâm, ly dục, ly ác pháp chăng? Ở đây kính thưa thầy, con sống không đúng giới luật, nhưng ở đây này, kính thưa thầy, con sống không đúng giới luật, nhưng con tu định chánh niệm tỉnh giác kết hợp với định vô lậu, hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, như vậy có diệt ngã, xả tâm, ly dục, ly ác pháp không? Nghĩa là cô Út cổ loại cái giới luật ra đi. Cổ bây giờ cổ loại cái nhân quả ra đi. Cổ bây giờ cổ bỏ hai cái này ra đi. Mà cổ bỏ luôn cái pháp hướng tâm như đất đi. Cổ bây giờ cổ lấy gì các thứ định mà cổ nói thôi. Nghĩa là con không sống đúng giới luật. Nghĩa là ngày con ăn hai ba bữa. Rồi bắt đầu con tu chánh niệm tỉnh giác định nè. Con tu định vô lậu nè. Hằng ngày con nỗ lực con tu, như vậy con có ly dục ly ác pháp không? Được chăng? Đáp, chỉ hoài công vô ích, con tu như vậy giống như người nấu cát mong thành cơm. Nghĩa là tu cái không có giữ gìn giới luật, mà tu cái chánh niệm tỉnh giác nè, tu cái định vô lậu nè, hằng ngày quán nó vô lậu, quán vô thường, khổ không, vô ngã, quán đủ thứ tùm lum hết. Rồi bắt đầu cũng dùng cái pháp hướng, cũng xả nó, cũng này kia nọ đủ thứ, mà luôn luôn kết hợp với cái chánh niệm tỉnh giác, đi kinh hành này kia, tu thân thành niệm, đủ thứ hết. Nhưng mà hỏi thầy thì đó là thầy cho là hoài công vô ích, chẳng có tới đâu hết. Bây giờ cô có hỏi cái kính thưa thầy, con không giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, sống với đôi mắt nhìn đời bằng nhân quả, không làm khổ mình khổ người, và tu chánh niệm tỉnh giác câu hữu định vô lậu, như vậy con hết lậu hoặc không? Đó, bây giờ cô lại bỏ cái giới luật đi, mà cô chỉ sống với cái nhìn của mình với nhân quả. Có nhân quả đến thì cô thấy nhân quả thiện ác, cô xả tâm mình, không làm khổ mình, không làm khổ người, và cô tu tập chánh niệm tỉnh giác câu hữu với định vô lậu, thì như vậy có hết cái lậu hoặc không? Thì ở đây thầy đáp không, con tu như vậy chỉ được 50% mà thôi. Thì con thấy ở đây cái kết quả của cái nhân quả nó ghê gớm lắm đó các con. Nó chỉ giúp cho các con đạt được 50% đó, chứ không phải ở chỗ cái định chánh niệm tỉnh giác và cái định vô lậu đâu, mà chính cái nhân quả mà nó giúp cho. Hồi nãy thì các con thấy có cái định chánh niệm tỉnh giác định vô lậu gì, bỏ cái giới luật cái gì, thì hoàn toàn là hoài công của mình rồi. Bây giờ cố của thêm cái nhân quả thì con biết là mình đặt cái nền tảng nhân quả lên đó, là cái sự tu tập nó có kết quả ngay liền, cho nên nó đạt được 50%. Thấy chưa, hồi nãy ở trên cũng bỏ giới luật thì ở dưới này nó cổ cũng bỏ giới luật,
tôi đi từng chút để đến chỗ mà chúng ta, để mà chúng ta biết được cái chỗ nào mà tu rốt ráo để mà chúng ta lấy cái chỗ đó mà chúng ta tu. Đó. À, cho nên ở đây á, thầy cổ thêm vào cái nhân quả thì thầy cho rằng chỉ được 50%. Bởi vì cái đời sống mà cư sĩ người ta không có giữ gìn giới luật, người ta không có tu cái chánh niệm tỉnh giác, người ta không có tu cái định vô lậu, mà người ta chỉ nhìn cái, người ta sống cái đạo đức nhân quả thôi, người ta thấy nhân quả thiện ác thôi, người ta cũng đem lại hạnh phúc cho gia đình, người ta sống trong cái xã hội, trong gia đình người ta rất là an vui. Các con thấy cái đạo đức nhân quả nó kinh khủng như vậy đó, nó làm cho người ta hạnh phúc lắm đó. Bởi vì mình biết nhân quả rồi thì tâm mình nó xả liền à, nó không có còn dính mắc nữa. Cho nên ở đây cô cũng đem cái nhân quả vô đó, thì bắt đầu nó 50% liền. Các con thấy hay ghê không? Còn thiếu nhân quả cái vô trong này đó, thì mình tu gần chết mình mà nó chẳng đạt được gì hết. Thấy không? Các con thấy chánh niệm tỉnh giác này hàng ngày đi kinh hành, thôi làm cái gì phải tập trung gần chết, rồi câu hủ, rồi quán, vô thường, khổ không, vô ngã gì, đủ thứ tùm lum hết. Mà cuối cùng thì nó chẳng, hoài công nó chẳng hết cái phiền não tham sân si mình gì hết. Các con thấy những cái pháp này thì nói thì nghe hay, nhưng mà nó không được xây dựng ở trên cái đạo đức của nó, cái nền tảng nhân quả, thì nó chỉ hoài công, tu không có lợi ích. Các con thấy chưa? Thấy cái chỗ mà hỏi và cái chỗ đáp, nó phải thấy được cái chỗ mà, bởi vì đạo Phật xây dựng trên một cái nền tảng đức hạnh mà, cho nên mà đức lại đức hạnh của nhân quả nữa, cho nên nó quá thực, quá cụ thể. Vì những cái lời hỏi này làm cho chúng ta sáng lên được rõ ràng cái đường tu của chúng ta, cái chính là cái chỗ nào mà chúng ta đứng ở trên cái đất nào mà chúng ta sẽ tu tập mà đạt được thiền định. Mà nếu mà thiếu cái mảnh đất đó mà chúng ta đứng cái chỗ khác là chúng ta không có xây dựng được cái chỗ giải thoát của chúng ta được. Bây giờ cô hỏi kế đây. Kính thưa thầy, con sống đúng giới luật nghiêm chỉnh, nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả và tu tập chánh niệm tỉnh giác, câu hổ với định vô lậu, như vậy con diệt ngã xả tâm ly dục ly ác pháp được chăng? Đáp được. Con tu như vậy tâm con rõ, tâm con sẽ hết lậu hoặc, thanh tịnh và an lạc. Nếu mà kết hợp luôn cả cái giới luật nữa thì lúc bây giờ đó coi như là hồi nãy 50% mà thêm giới luật vô nữa thì chúng ta sẽ diệt sạch lậu hoặc. Nó làm cho cái định mà chánh niệm tỉnh giác định này với cái định vô lậu này nó trở thành một sức rất mạnh, nó làm cho lậu hoặc quét ra hết. Còn nếu mà chúng ta chỉ có phần mà giới luật với nhân quả không thì nó cũng chẳng có cái kết quả đâu. À, lần lượt thì các con sẽ thấy Úc hỏi lần lượt nó đi tới. Được, con tu như vậy tâm con sẽ hết lậu hoặc, thanh thản và an lạc. Hỏi, con sống không đúng giới luật, con tu định niệm hơi thở, câu hổ với định vô lậu. Kính thưa thầy, con tu như vậy tâm con có hết lậu hoặc hay không? Bây giờ cô bỏ cái định chánh niệm tỉnh giác, cô lấy cái định hơi thở, rồi cô câu hổ với cái định vô lậu, thì cô không có cô bỏ cái giới luật, cô không sống đúng giới luật, rồi cô bỏ luôn cái nhân quả. Do như vậy là cô hỏi ở từ ở chỗ mà cái định niệm hơi thở này và câu hỏi với định vô lậu thì con có xả hết cái lậu hoặc hay không? Đáp không, con tu như vậy chỉ hoài công vô ích. Đó, mặc dù do đó khi mà đọc lại cái bài này các con mới xét thấy cái nào mà cần thiết cho cái nền tảng mà chúng ta tu tập. Kính bạch thầy, con sống đúng với luật, con tu định niệm hơi thở, câu hữu định vô lậu, như vậy tâm con có hết lậu hoặc không? Đáp, con tu như vậy chỉ xả được tâm lậu hoặc 50%. Đó, thì các con thấy ở trong cái lấy cái giới luật mà không có lấy cái nhân quả, nhưng mà lấy giới luật gò bó mình trở lại trong khuôn khổ, rồi tu định niệm hơi thở, câu hữu định vô lậu thì cũng chỉ đạt 50% mà bỏ cái nhân quả này. Kính bạch thầy, con sống đúng giới luật, nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả, không làm khổ mình khổ người, con tu tập định niệm hơi thở, câu hữu với định vô lậu, như vậy con có diệt ngã xả tâm ly dục ly ác pháp được không thưa thầy? Được, con tu như vậy để ly dục ly ác pháp, nhập nhị thiền rất dễ dàng, tâm lậu hoặc xa lìa, để lại một trạng thái an lạc thanh thản do ly dục sanh. Rồi, các con thấy chỉ thêm một chút xíu mà thấy kết quả nó lớn như vậy đó. Chỉ cần thêm cái chỗ mà quan trọng. Và như vậy con thấy cái nào mà kết quả, mà trong đó cái pháp nào mà cái pháp chủ chốt để mà nó làm cho các con mà để được giải thoát, thì các con biết rất rõ qua những cái câu hỏi này. Hỏi, kính bạch thầy, con sống đúng giới luật, giữ gìn nghiêm túc, không vi phạm một lỗi nhỏ, không bẻ dụng giới luật, con không tu chánh niệm tỉnh giác định,
định niệm hơi thở và định vô lậu như vậy con hết lậu hoặc hay không? Nghĩa là bây giờ đó cô hỏi thầy đó, là mình chỉ cần giữ gìn giới luật thôi, nghĩa là không có vi phạm, không có làm cho giới luật bẻ dụng ra, nát ra, mà con thì không có tu chánh niệm tỉnh giác, không tu định niệm hơi thở và định vô lậu, như vậy con có hết lậu hoặc không? Nghĩa là cô lấy một cái câu hỏi đó để cho thấy rằng cái giới luật hoàn toàn nó có giúp mình đi hết lậu hoặc không? Thì thầy trả lời không. Đó là một lối ức chế tâm, hình thức thì giới luật nghiêm trì, nhưng tâm thì giới luật đã bẻ dụng. Nghĩa là mình không tu các pháp khác đó mà chỉ có giới luật không á, thì tâm của mình bị bẻ nát cái giới luật hết, nó phạm giới hết. Ở ngoài cái thân của mình với khẩu mình nó không phạm, chứ cái tâm của mình nó phạm bẻ dụng hết. Tu như vậy chỉ làm khổ, chỉ làm khổ hạnh cho mình, chỉ làm khổ cho mình, chẳng ích lợi gì. Giống như các vị khất sĩ lấy giới mà nén tâm, chẳng bao giờ tâm lậu hoặc hết, chẳng bao giờ ly dục ly ác pháp được, chỉ uổng một đời tu mang hình thức giới luật. Hỏi kính bạch thầy, con không giữ giới luật nghiêm chỉnh, con không tu các loại định mà chỉ sống nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả, không làm khổ mình khổ người, như vậy con có hết lậu hoặc không? Đáp không. Nếu sống nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả, đó là con đã thực hiện đạo đức nhân quả, đem lại một cuộc sống hạnh phúc, một cuộc sống an lành hạnh phúc cho gia đình, đem lại cuộc sống hòa hợp an vui cho xã hội, và đem lại trật tự phồn vinh cho đất nước.